Xin chào các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn làm một cái demo về một cái hiệu ứng trên cái trang Knockin. Nó có một cái hiệu ứng dạng transparent và với cái hiệu ứng test, khi mà chẳng hạn như cái ô text box này, khi mà tôi click chuột vô thì cái label username nó sẽ thu nhỏ lại và nó sâu trên này, còn là cái label password tôi click vô thì nó sâu lên như vậy. Thì đây là một cái hiệu ứng rất là đẹp. Cái form login này rất đẹp, thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái trang demo để tạo ra cái trang login như vậy. Thì đây tôi đã tạo ra một cái folder là demo transparent login form, và có cái folder CSS, folder image, rồi có cái file index.html như vậy. Rồi trong image tôi có cái file bg.jpg như vậy. Rồi thì bây giờ tôi sẽ sử dụng Visual Studio Code để tôi mở lên cái project của tôi. Đây, tôi sẽ chọn file, tôi chọn open folder, rồi tôi vô desktop. Đây, tôi sẽ chọn cái folder của tôi. Ở đây là cái trang index, hiện giờ thì nó chưa có gì, thì tôi cần thì tôi sẽ nhấn phím, tôi tạo ra, tôi gõ cái dấu thăng và tôi nhấn phím tab để cho nó generate ra mấy cái thẻ HTML mặc định như vậy. Rồi tiếp theo thì trong folder CSS thì tôi sẽ tạo ra một cái file style.css. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi loát cái file của tôi cho. Rồi cái title này tôi sẽ có cái title là demo trang pattern login form đi. Rồi tiếp theo ở trong body thì tôi bắt đầu viết code. Đầu tiên thì tôi có cái div, tôi sẽ cho nó cái class là bằng box. Rồi tiếp theo tôi có cái H2. H2 tôi sẽ cho cái title là login now. Rồi tiếp theo tôi có cái form. Rồi tiếp theo tôi lại có cái div. Div này tôi sẽ cho nó cái class là bằng input box. Rồi tiếp theo tôi có cái input, tôi có thể input đây là bằng test. Rồi tiếp theo thì tôi có cái trường require. Rồi tiếp theo thì tôi có thể label, tôi sẽ cho là username. Rồi tiếp theo tôi cho copy cái div này xuống. À, bây giờ cái thai này tôi sẽ sửa thành password. Rồi cái label này tôi sẽ sửa thành password. Rồi tiếp theo thì tôi cũng copy cái div này xuống và tôi sửa lại chỗ này thành chỗ này tôi sẽ sửa thành submit box. Input file này tôi sẽ trở thành submit. Rồi tôi sẽ cho nó thêm cái thuộc tính là value là bằng submit. Rồi tôi cho save. Rồi bây giờ tôi sẽ mở cái file index này lên. Đó thì bây giờ cái form của tôi hiện giờ như vậy. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi viết style CSS cho cái form của tôi. Tôi sẽ mở cái file style.css này lên. Cái file style này tôi sẽ viết như sau. Đầu tiên thì tôi sẽ viết cho cái thẻ body. Tôi sẽ cho là margin này là bằng 0 này. Rồi padding 0 này.
Rồi tôi cho nó cái phông color đi. Các bạn sang một cái tiếp. Rồi tiếp theo tôi có cái background. Tôi sẽ cho nó cái URL. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái background size. Bằng cover. Rồi tôi cho size. Rồi giờ tôi sẽ đi đi khác lại trình duyệt. Đó thì cái background giờ nó đã sửa lại cái hình background to như vậy. Rồi tiếp theo thì ở đây tôi có cái class là box thì tôi sẽ viết style cho cái class này. Rồi tôi sẽ cho nó cái position absolute. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái top là bằng 50%. Rồi nét thì tôi cũng cho là 50%. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái transform translate trừ 50%. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái width là 400 pixel. Theo tôi cho nó cái background. Tôi sẽ cho nó cái màu là tôi sẽ sử dụng cái phương thức này. Rồi tôi sẽ đi delete lại trình duyệt thôi. Đó thì cái form của tôi hiện giờ nó như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là box sizing cho là border box. Rồi tiếp theo là tôi có thuộc tính là box shadow cho là 0.15 pixel rồi 25 pixel. Rồi theo tôi có cái mã màu, tôi sẽ cho là 0. Rồi tiếp theo là 0.5 này. Rồi tôi đi cho size. Rồi tôi đi phép này trình duyệt. Đó thì bây giờ cái product inform của tôi bây giờ nó đã như vậy. Rồi tiếp theo tôi sẽ viết style để chỉnh cho cái title login now này. Tôi sẽ có cái thuộc tính class box này. Rồi ở đây thì cái thẻ H2 class box và đứng thẻ H2, tôi sẽ viết style cho cái thẻ H2 này. Rồi tiếp theo thì tôi lấy cái thuộc tính là Martin này. Rồi tiếp theo tôi có cái padding này. Tiếp theo tôi có cái thuộc tính là color này. Thằng F. Tiếp theo tôi có được những nhà test online này, cho là center này. Rồi tôi cho size. Đó thì bây giờ cái title nó pin nào thì nó đã căn ra giữa như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi có cái ở đây tôi có cái thẻ class là bằng input box này, thì tôi sẽ đi viết style cho cái class này. Rồi tiếp theo đây tôi sẽ có nó cái position bằng relative.
Rồi tiếp theo thì bên trong cái class input box này thì nó có thẻ input như vậy. Tôi sẽ viết style cho cái thẻ input này. Thì tôi sẽ cho nó cái width là bằng 100%. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái padding. Tôi sẽ cho cái padding top là 10 pixel. Rồi padding size là bằng 0. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái không size bằng 16 pixel. Rồi tiếp theo này tôi cho nó cái color là bằng thăng FFF. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái meter spacing là bằng 1 pixel. Tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái margin bottom. Rồi, 20 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi có cái tính là border. À, run. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái background. À, transparent. Rồi tiếp theo tôi click cho save. Rồi tôi đi test lại trình duyệt. Đó, cái form tôi hiện giờ nó như vậy. Tôi sẽ viết style để chỉnh tiếp. Rồi tôi sẽ cho nó cái border bottom. Rồi bằng 1 pixel này. Rồi kiểu là solid này. Rồi cái màu là trắng này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái outline bằng lần. Rồi tôi đi cho size. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Đó thì cái hai cái thẻ input hiện giờ nó như vậy. Tiếp theo tôi sẽ viết style cho hai cái chỉnh style cho hai cái label username và password này. Đây tôi có cái label này. Rồi, đây tôi sẽ cho nó cái attribute là position là bằng absolute. Rồi, tôi cho nó cái thuộc tính là top. Rồi tiếp theo tôi cho nó cái left là 0. Rồi, tiếp theo tôi cho nó cái padding em muốn top là 10 pixel này, vai là 0 này. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái không sai, tôi cho là 16 pixel. Theo mà tôi cho tính là color này. Rồi sơ thì tên này tôi cho là none như vậy này. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái transition là chấm 5 giây. Rồi tiếp theo tôi click cho save này. Rồi tôi đi refresh lại trình duyệt. Thì cái layout bây giờ tạm thời nó bị ẩn đi. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đi viết style để chỉnh cho cái nền dao này nó hiển thị lên.
chỗ này tôi sẽ có thuộc tính là top này. Tôi cho là trừ 18, trừ 18 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái left là bằng 0. Rồi tiếp theo tôi cho nó cái color. Rồi tôi sẽ cho nó cái mã màu này, thăng 03 A9 14. Chỗ này là F4. Rồi tiếp theo tôi cho nó cái không sai 12 pixel. Rồi tiếp cho xanh. Rồi giờ tôi sẽ đi test lại trình duyệt. Đó, bây giờ thì tôi khi mà nick chuột rồi thì nó đã có cái hiệu ứng chữ như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết style để chỉnh cho cái bút tần submit này. Tôi sẽ có cái data submit box như vậy. Đầu tiên thì tôi sẽ chỉnh chữ tay cho cái button này nó căn này ra giữa. Thì tôi sẽ cho nó cái margin là auto. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái width là bằng 25%. Rồi tôi cho size. Rồi tôi đi khác lại chỉnh dần. Đó thì cái button bây giờ submit bây giờ nó đã căn giữa ra như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết style để chỉnh style cho cái button submit này. Tiên thì tôi sẽ cho nó cái border là length. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái outline, tôi cho là length. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái color, cho là thăng fs. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái background thăng là f0 này, bc 4. Rồi tiếp theo tôi cho nó cái margin top nó bằng 20 pixel. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái padding. Padding top là 10 pixel và padding right là 20 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái cursor bằng pointer. Rồi tôi đi cho xanh. Rồi tôi đi khách sinh nhật. Đó thì cái button submit của tôi giờ nó style như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ viết style khi mà hover lên thì tôi muốn nó chuyển đi thành một cái màu cái cao khác. Tôi sẽ copy chỗ này xuống. Rồi chỗ này tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là cái cao này. Cao tôi sẽ chuyển sang một cái màu khác. Đó, tôi sẽ chuyển sang cái màu như vậy. Rồi tiếp theo tôi thêm cho nó cái hiệu ứng transition đi. Rồi tôi sẽ copy chỗ này xuống. Đây tôi sẽ thêm cho nó cái tiền tố là quét kit.
Rồi, tiếp theo là chỗ này tôi sẽ thêm cho nó cái tiền cố là O. Rồi, tiếp theo thì tôi thêm cho nó tiền cố là mod. Rồi, tiếp theo là tôi sẽ cho thêm cái tiền cố là MS transition như vậy. Tôi phải thêm cho nó một số cái tiền cố như là ratchet, O, rồi mod, rồi MS trước cái thuộc tính transition để mà các trình duyệt khác nó có thể hiểu được. Còn cái thuộc tính transition bình thường thì chỉ có mấy cái trình duyệt như là Google Chrome nó mới hiểu thôi. Tôi nên là tôi phải copy xuống như vậy. Rồi tôi cho save. Rồi bây giờ tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Rồi bây giờ tôi hover lên. Hover lên thì nó vẫn chưa thay đổi. Tôi sẽ đi kiểm tra. Tôi bị sai mất chỗ này. Rồi tôi cho save. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Rồi tôi sẽ hover lên đó. Bây giờ hover lên thì nó đã chuyển cái màu background như vậy. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm cái demo cái login form ở dạng transparent và có cái hiệu ứng test như vậy. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.